Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu vô cùng thú vị để tìm hiểu về một loài cá độc đáo, đó là con cá trọi. Cá trọi còn có các tên khác như cá betta, cá xiêm không chỉ là một trong những loài cá cảnh được yêu thích bởi vẻ ngoài tráng lệ mà còn được biết đến với bản tính mạnh mẽ trong chiến đấu. Hãy cùng nhau khám phá về thế giới tuyệt vời của cá trọi nhé! Cá trọi có một thân thon dài, dẹp thành hình chữ nhật, miệng nhỏ nằm ở đầu mõm, viền trên của đầu khá dốc xuống, mắt to tròn, xương trước mắt đơn. Cá trọi thường có hình dáng mảnh mai với bộ vây đuôi đẹp mắt. Chúng có khả năng biến đổi màu sắc tuyệt vời, từ đỏ rực rỡ đến xanh biển, tùy thuộc vào tâm trạng và môi trường xung quanh. Cá trọi là loài cá nhiệt đới đặc hữu của một số quốc gia ở Đông Nam Á. Chúng thường sống ở những con suối nhỏ, cạn, ao hồ và cánh đồng lúa. Các vùng nước mà chúng sinh sống thường di chuyển chậm, ấm áp và có nhiều thảm thực vật. Thức ăn cá trọi chủ yếu là ăn giun, chùn chỉ và côn trùng. Mặc dù có vẻ độc đáo và nổi bật, cá trọi trong môi trường thiên nhiên sẽ tìm cho mình một lãnh thổ riêng như một hốc đá, một bụi cây thủy sinh để trú ẩn. Mặc dù thường sống một cuộc sống hòa bình và không quá xung đột với các loài cá khác trong cùng môi trường, nhưng với cùng loài thì chúng lại luôn xảy ra mâu thuẫn. Loài cá này, nếu nuôi dưỡng thì nên nuôi riêng biệt mỗi con trong một lọ khác nhau. Bởi vì nếu nuôi chung chúng sẽ tấn công lẫn nhau. Đôi khi chỉ cần đặt hai lọ cá trọi gần nhau thì chúng sẽ xù đuôi lên trông rất rực rỡ. Nếu chúng muốn tuyên chiến hay ra oai với một con khác, chúng thường bành to hai mang mình ra để thể hiện sức mạnh. Tiếp theo là căng vây, nghiêng người hướng về phía đối thủ. Màu sắc của vây có thể chuyển sang màu óng ánh, rực rỡ, còn phần đầu sẽ chuyển sang màu đen. Cá betta thường sử dụng những động tác múa và biểu diễn để thu hút sự chú ý. Chúng có thể triển khai vây đẹp mắt và tạo ra những cuộc biểu diễn độc đáo. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cá betta, những nghệ sĩ tài ba và những nhân vật độc đáo. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em niềm vui và kiến thức mới. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.